Theo điều tra sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam, 1/5 trẻ vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần và chỉ hơn 8% các em đã tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vấn cho những vấn đề về cảm xúc và hành vi. Hơn nữa, chỉ có hơn 5% cha mẹ có con vị thành niên nhận thấy con của mình cần sự giúp đỡ đối với các vấn đề về cảm xúc và hành vi. Cảm xúc của bạn là chính đáng, thế nên là chúng ta không cần phải kìm nén những cảm xúc ấy, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy rối bời hoặc là mắc kẹt trong những sự bế tắc và những cái sự mông lung. Cũng như sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần rất quan trọng, nhưng đáng buồn là ít được nói đến và trẻ em phải chịu đựng trong sự im lặng. Sức khỏe tinh thần của chúng ta ảnh hưởng đến cách chúng ta kiểm soát căng thẳng, quyết định và các mối quan hệ chúng ta. Sức khỏe tinh thần tốt giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống và ứng phó với những ngày căng thẳng và tồi tệ. Chiến dịch mở lòng và kết nối của UNICEF sẽ cung cấp các kiến thức giúp công chúng nhận biết tốt hơn khi người thân hoặc chính bản thân mình đang gặp khó khăn về tâm lý. Các chiến lược ứng phó cũng như khuyến khích tất cả mọi người mở lòng và kết nối với nhau, với bạn bè, cha mẹ, giáo viên là những người có thể hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.